mà được ăn bá Hồ Thương. Ý là mấy giờ, ý là 10 giờ má là chị chưa lên đây luôn á hả? Không, chị lên đây rồi chị đi. Ờ, chị lên đây rồi đi. 10 giờ 15 là nữa. 10 giờ 15 là phải 10 giờ chị đi. Chị lên đây 30 giờ chị đi. Thì sáng tranh thủ đi làm sớm đi rồi 10 giờ mấy đi. Giờ đang khô, buổi sáng chị ứng đi sớm lắm, mà em làm toàn đi chợ loá đi á. Ui, chị sáng thôi, chị răng cả buổi sáng. Em có buổi sáng không em đi làm sớm vẫn được hết á. Chứ để mấy người kia lá cái hậu phần bì nữa rồi. Ừ, biết chứ. Vừa đó ngay mà chị đi sớm đâu mà chị đi chứ. Không, sáng chị đi chị tới mà không có cái xe mua luôn á lên. Ừ. Yên ghê tới đầu tiên. Cái thường hay tới là cái giờ này mà. Hai nhà anh Châu cũng không có ai. Đóng cửa. Mỗi anh cũng đi chờ 2-3 cái loa thì hết. Hồi sáng là tới mông mi đi quanh đi chợ nè. Ừ. Đi đổ nha, đợi ý em mà em kêu em muốn bỏ xe. Bỏ xe nó rồi. Nhưng bữa đêm về quê toàn chở ra đó. Bữa về đi tiêm vaccine đó. Mà về không tiêm nữa. Mơ mình đi lấy chở đấy nè. Ừ. Nhưng là hẳn qua hả? Hẳn qua gì à? Không? Nhưng hẳn qua nữa gì à? Ngăn giờ này chắc khách đông chắc nó ở tiệm bánh nối chứ đi được đâu. Bây giờ là mình cần nó chứ nó đâu cần mình đâu mà. Cái gì gần đây? Nó mi về cho chồng coi, lỡ quen cổ cổ mẹ con bé xí luôn. Nó quen cổ mẹ con bé xí luôn này như đây nè, lông không biết không thấy được luôn. Giờ tôi lấy chân nè. Ngoài giường của họ. Ý là họ không ở, nhưng mà giường của họ. Từ nhà đi xuống cái mấy bước chứ mấy. Tối mua hai chồng không nằm chung vô cái mạng đó. Đùm lẹ hết mà, xong mà. Sao nữa. Sao không?
Nở chịu đâu nổi đâu. Ba mẹ trống con à. Ba mẹ trống con à. Kìa nước sâu đó, đi khác đi. Tao bỏ bà làng vô tỏi chanh gừng xả. Không làm nguyên nồi rồi đó. Ta về cái bếp lên náo rồi. Cái này chuẩn bị sáng á. Ta về náo xong rồi. Em thấy có đó, chị em bắt mua cái xong kìa. Thì nó không không bằng cây lá tự nhiên được. Nhưng mà nó tiện. Thì xong chị uống chị chưa? Xấu. Xấu hả? Nặng hơn. Những người những cái người thì khỏe, không chị ruột em á. Ủa là răng anh Huy anh đăng nhập vô tài khoản của mày hả? Ừ. Tao cũng có máy của tao mà, ý là hai tài khoản tao đăng nhập hai máy gì đó. Máy tao bắn được, máy không bắn được. Nhưng mà đăng ký bằng số điện thoại nào chứ? Đăng ký bên kia này có số điện thoại, nó phải gửi cái mã OTP về số điện thoại đó chứ. Em may mượn gì mượn giữ ra không? Đâu biết gì đâu. Không có biết lương chị bao nhiêu hả? Lương hả? Có nói à? Mà nữa thì mà cái bài của bạn là
Cái bả chi nhà nước nó thuận, họ cũng nghỉ Tết rồi. Chỉ cần tuần này thì đừng nói cái bả nhật. Ta không biết thứ luôn, ta ra đường thấy vui quá. Tao tao không nghĩ tới canh với cái nghe tao nói của tuần tuần tháng tháng khi đó chuyển tới. Đừng vô là quay, thấy là nạn á, bị nạn là quay, kêu quay. Nghe nè.